Rồi, hello anh em. Xin chào mọi người. Thì thời gian kế tiếp đây mình đã giảm trở lại, bởi vì mới dạy anh em xuống núi ngày hôm nay thì tất cả công việc đã xong. Thì bữa nay mình sẽ quay lại chia sẻ cho anh em và đồng thời bán hàng. Cảm ơn tất cả anh em. Thì đầu tiên muốn chia sẻ cái clip cho anh em hệ thống khóa. Hôm nay có hai anh em gọi. Thì Tuấn chúc anh em buổi tối và đại gia đình mình buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Em xin chào anh Sinh Vũ. Thì thời gian khoảng 20 ngày vừa qua thì mình cứ dạy cái lặt vặt hai anh em, ba anh em, một anh em thì đương nhiên nó rất mất thời gian. Và buổi tối phải học lý thuyết thì nó khá là mệt. Thì bữa nay anh em xuống núi rồi. Xe cộ cửa hàng đã dọn lại. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em hệ thống khóa. Hy vọng rằng anh em nào không thuộc hay anh em nào đang vào nghề hay chưa biết thì anh em xem đi xem lại cái video này hai lần, anh em sẽ làm được tất cả hệ thống khóa mà có đánh thức trên nút đề ấy. Ví dụ như kiểu Clip Valio, Vision, Lead, Ablack. Mọi người xem đi xem lại mọi người sẽ làm được, đúng không? Hôm nay sẽ fill cho mọi người hết tất tật cách kiểm tra khách hàng mang vào. Thì mọi người chia sẻ nhanh cho đủ khoảng 70-80 người. Thì thông báo mọi người ít bữa nữa mình sẽ kế tiếp, mình lấy ô tô về, mình sẽ học về khóa căn bản về điện ô tô luôn. Đấy. Bữa nào mình sẽ fill cho anh em tất cả những chức năng của cầu chì trên hệ thống ô tô. Đấy, để bữa nào mình sẽ một tô ấy, mình sẽ cố gắng làm 2-3 clip trên cầu chì ô tô để khi tất cả anh em chúng ta ra ngoài đường, chúng ta bị chập cháy cầu chì, chúng ta biết kiểm tra, đỡ may chúng ta mất tiền oan. Thì anh em biết làm nghề rồi mà. Con xe máy đã tốn tiền hàng trăm rồi thì con ô tô phải mất tiền triệu. Đấy, thì cố gắng mình sẽ học tiếp cái về cái căn bản về điện ô tô. Chưa lấy bằng, cuối tháng mới thi. Bởi vì chẳng lẽ mình làm nghề mình đi ô tô xong mà mới cầu chì chập chập cháy, mình lại phải đi vào gara ô tô hoặc là vào điện ô tô thì nó thịt thì chết. Nó bảo ông ơi, nào thì bị phần mềm, nào thì map, nào thì mép, thì chúng ta chết mất, đúng không? Nghỉ em ơi. Đấy. Rồi mọi người chia sẻ mạng đúng không? Và điện xe máy mẹ với bố đã bảo nào thì remap, nào thì lỗi phần mềm, ô tô thì vào nào thì ECU thì chịu không nổi. Thôi để mình lấy về nhà và mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái công thức, những cái bảo hành vào trong hết. Thì anh em phải hạn chế như thế nào không vào trong hết, cứ khoảng chạy 5.000 cây đến 10.000 cây vào cứ 4 năm củ thì cũng phải chết. Bơm hơi vá lốp không kịp để vào trong hết để bảo dưỡng ô tô đâu. Mình bữa giờ mình tham khảo vài chỗ rồi. Nguyên rồi 4 lít nhớt tới 5 lít nhớt là trong hết lời từ 300.000 300-400.000 rồi. Thì mọi người chia sẻ lên chúng ta vào nói chuyện ô tô tí sau tới xe máy. Nói chung là 1.000 cái đầu. Nếu chúng ta vào trong hết thì phải bay hơn một củ rồi. Bởi vì vào trong cái tất cả tính tiền công cho chúng ta 300.000, 500.000, 700.000 tiền công tùy. Ở trong cái bảo hành là cái gì thì ít bữa nữa mình sẽ làm cái clip mình view ở dưới hết. Nào thì bảo hành cho tôi 5 năm tương đương sẽ là 100.000 km thì bảo hành cái gì? Đúng không? Thì hôm nay mình sẽ có cái clip đối thoại để cho anh em xem, hay là bảo hành khi mà trục trặc thì bảo thôi ông đi về đi. Rồi xong tất cả anh em lại chọt lại ngoáy. Đồ mà là ok, lỗi là phải thay mới, đó là cái quy luật ở trong ô tô. Kể cả bảo hành trong xe máy này cũng vậy, thật sự những khách hàng người ta không biết hay là lỗi cây gen, hay là lỗi bít tông, hay là lỗi bạc. Thật sự khách hàng đi về mới ông trong hết đây cứ mang đi xoáy nòng hết. Mình ở đây gần mới cái hết, ở đây gần vài ông thợ tiện cứ mang vào đưa quả bít tông bảo thợ tiện xoáy xoáy đủ ăn xoáy. Đúng quy luật bảo hành 30.000 km hoặc là 3 năm tương đương quả bít tông hoặc là làm lỗi thì đương nhiên phải thay hoàn toàn mới. Đó mới gọi là trong cái mục bảo hành. Thì không khó, không ghê đâu. Bởi vì sao anh em hiểu không? Bởi vì bán xe bán lộn cho một thằng chơi công nghệ
thì người ta phải chấp nhận rủi ro như vậy, bởi vì số tiền bỏ ra không phải là rẻ, gần tỷ bạc, đúng không? Chứ không phải là lỗi cái này ông đi về 2-3 ngày xong rồi nghiên cứu trọt trẹt. Còn tất cả thợ ô tô ở đây thì thật sự ở đây không có nào giỏi về điện. Khó thì đa số đi toàn là cái nơi ở đâu tới, đúng không? Nói chung ở đây hệ thống làm điện ô tô chưa ai gọi là đẳng cấp. Nếu về những cái dòng xe đời mới, nó đơn giản giống thợ sửa xe máy vậy thôi, đúng không? Mang tiếng bảo tôi khoảng 20 năm làm trong nghề, nhưng thật sự những cái xe mới này vào cúm hết. Đấy, cúm hết. Rồi, không để mọi người chờ lâu, ô tô tính xong. Bây giờ chúng ta tới hệ thống khóa. Rồi. Rồi, anh em cho thì Tuấn cái chia sẻ cho nó đông đủ người xem buổi tối nay, cho nó hưng phấn mọi người ơi. Rồi, mọi người chia sẻ. Đó. Năm mươi hai người rồi, mọi người chia cho em quả sẻ đi mọi người ơi. Lâu quá em mới like thì mọi người phải cố gắng chia sẻ lên chứ, đúng không? Lâu lâu mới gặp hệ thống khóa mà. Mạnh dạn lên anh em ơi. Năm mươi lăm người đang xem, cho cái quả sẻ đi mọi người. Quốc Vương xin chào em trai. Rồi thì đầu tiên muốn chia sẻ cho anh em cái video này ấy. Khách hàng mang vào ở trạng thái này, mở núm khóa nhưng chúng ta không đề được nè, này đó, có bơm xăng hết rồi, có đèn FI hết. Nói chung là anh em ở đây chúng ta phải nghe cái clip này này. Khách hàng mang vào là chúng ta xoay được núm. Nhưng ở trạng thái ở đây tất cả hệ thống FI đều hoạt động. Đó, anh em có thể lấy cái bút ở trong quyển vở anh em ghi chép vào. Tất cả hệ thống FI phải hoạt động. Đó, tất cả ở đây cho mọi người nghe cái bơm này. Bơm. Đấy. Nghe chưa? Bơm này. Ok. Đó, mọi người phải ok. Mở được công tắc máy, tất cả hệ thống FI phải hoạt động. Bơm xăng vân vân. Nhưng ở đây khách hàng rất cân bộ, bất kỳ một cái dòng xe nào có trạng thái khởi động bằng nút đề. Đó, gọi là nhấn nút khóa đấy. Đó, mở được nút khóa này bằng nút đề. Click Valeo Lead Airbag Vision. Đó. Ok. Nhưng ở trạng thái ở đây khách hàng dẫn bộ vào ở trạng thái vã mồ hôi, bởi vì không khởi động được. Này. À, không khởi động được. Thì rất mong anh em đang theo dõi cái video này, anh em cũng để lại comment có bao nhiêu bước kiểm tra. Và ở đây mình sẽ chia ra hai thành phần. Một, anh em có điều kiện sử dụng cái máy để làm gì? Để chúng ta loại trừ được chân chống nghiêng. Còn anh em nào không có thiết bị máy thì anh em phải kiểm tra đầu tiên là cái chân chống nghiêng. Em chào anh Võ Vĩ Cương. Ok. Đó, nếu anh em nào không có thì chúng ta phải loại trừ chân chống nghiêng để chúng ta mở lên ở trạng thái chân chống cặt on off. On off, on off. Nếu chân chống nghiêng không on off
thì có nghĩa là hiện tại đang bị chống nghiêng. Ok chưa cả nhà? Những anh em nào yếu yếu á, đó thì các anh phải nhân tay lại mắt ở chống nghiêng. Trên chống nghiêng, bước đầu tiên anh em đã loại trừ thành công, thì bước thứ hai anh em mở nhựa ra như thế này. Hoặc là anh em mở khéo làm sao thì khéo, anh em rút con SU ra. Loại trừ chống nghiêng, can lưu ý. Cái bài này cực kỳ đơn giản, hy vọng rằng anh em chịu khó nhớ và làm được thôi, không cần cái gì phải gọi. Cố gắng kiếm tiền để mua cái máy hù ma dọa khỉ chơi. Và nó giúp ích được chúng ta là gì? Nhanh khi ở trạng thái con xe vào không khởi động được. 80 người đang xem, 20 người nữa đi ạ. Rồi, 85 người, 15 người nữa đi ạ. Thì anh chị phải lưu ý. Đa số có nghĩa là sao? Nếu con xe đang chạy bình thường thì chân chống nghiêng sẽ không bao giờ bị. Hoặc là đang chạy bình thường và tập hóa hoặc vào nhà nghỉ thì chân chống nghiêng không bị. Còn để lâu thì đương nhiên chuột sẽ cắn ở đây. Đó, ở đây có hai trường hợp để bắt bận cho các, là con xe lâu rồi khách hàng đẩy bộ tới không để được. Vấn đề khách hàng đang đi trên đường thì chúng ta sẽ loại trừ bớt chân chống nghiêng. Rồi, chúng ta sẽ rút hộp SU. Rồi, thứ nhất anh em có thể đếm, chúng ta cầm cái mũi cài này, chúng ta quay ngược như thế này. Quay đầu rắc lên trên này. Và đồng thời chúng ta sẽ đếm từ trái qua phải. Trái qua phải, dây số 1. Còn anh em nào không thuộc thì chúng ta có thể mở tài liệu của Địch Tuấn hoặc đồng thời truy cập vào trong app. Rồi, cái này số 1 sẽ là cụm từ. Số 2 nó sẽ là đỏ trắng, nó sẽ là 12V trực tiếp để nuôi cho hộp đen từ cục chì 10A. Số 3 nó sẽ là 12V điện sau khóa đen sọc trắng. Và chúng ta cứ đếm 1, 2, 3, 4. Và lúc này quan trọng nhất là chúng ta kiểm tra stop, xem nó có bị đứt cái dây stop 12V cấp xuống chân số 5 không. Rồi, đơn giản, cái bóng đèn ở nhà anh em ai cũng có. Rồi, bóng đèn thì chúng ta cả làm cả tiền uống cà phê nó rơi vào khoảng tầm hết 20.000. Không cần bất kỳ bóng đèn sung hay trên thị trường Việt Nam sử dụng bất kỳ một hệ thống đo nào. Chỉ cần đơn giản như vậy. Một cái lò xo sit top và một đèn sương mù của The Dreamway. Và ở đây sẽ là một con LED ở trạng thái 3V đi qua điện trở 1K để hạ điện áp, không gây cho cháy LED. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái kẹp. Kẹp lâu ngày nó bị mo ve hoặc đồng thời bị rỉ hen thì chúng ta hãy vào máy cáp trà đi, để lúc này chúng ta tiếp xúc với cọc âm hay là dương cho nó tốt, gọi là truyền điện cho nó dẫn tốt. Rồi, chúng ta sẽ tiếp mát. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn sợi đốt sương mù bằng một cái lò xo xích tốt. Hy vọng rằng đêm nay có hai anh hôm nay gọi em xem cái video này để các ngày mai làm được. Rồi, chúng ta lại tiếp tục như vậy. Như thế này để chúng ta cắm vào cho nó dễ. Rồi, số 5. Rồi, anh em đếm kiểu gì cũng được. Đếm như thế này thì anh em sẽ đếm từ phải qua trái. Anh em quay như thế này thì chúng ta sẽ đếm từ trái qua phải. Thì đa số Đình Tuấn làm nghề thì cứ như thế này. Bởi vì sao như thế này, mình chổng lên như thế này thì mình cắm vào đây luôn. Còn như thế này cũng được, mất công nó vướng. Rồi, như thế này. Bởi vì như thế này mình sẽ nhìn được màu dây và vị trí chân, cắm cho nó nhanh. Ok. Rồi, lúc này chúng ta sẽ bóp sit top. Tuyệt vời. Đó, tuyệt vời. Thì lúc này một cái nguồn 12V từ sit top nó chạy lòng thòng theo bó dây điện sườn tới đây là hoàn hảo, tốt. Không bị đứt đoạn hay ngắn mặt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây điện áp có tụt áp hay không thì mắt quen nhìn vào bóng đèn. Nếu mà bị lu mờ thì có nghĩa dây điện này đang bị tụt áp. Còn nếu bóng đèn này sáng như thế này
thì có nghĩa là dòng điện này chạy hoàn toàn là tốt. Ok. Đấy. Mắt để làm gì? Để nhìn. Tay để làm gì? Để đi tới đúng mục tiêu. Ok. Bước đầu tiên, chúng ta đã kiểm tra 12V từ Sitop xuống chân số 5 của SU hoàn hảo. Cắt cái bóng đèn này đi. Cái thứ hai, ở trong cửa hàng chúng ta ai cũng có một cái đồng hồ đo như thế này. Thứ nhất vừa đo, cái thứ hai vừa mượn luôn sợi dây điện. Ok, cắt như thế này để nó lòi cái đầu ra. À, quý vị thấy không? À, lòi ra. Không cần phải đi đâu xa để lấy dây điện, lấy ngay cái đồng hồ mình. Rồi. 1 cho tới 6. Chúng ta đếm tiếp là 7, 8. Đây. Ô giời, dây điện ăn này sao mà ghê thế. À, chân số 8 nó sẽ là dây màu xanh lá sọc vàng. Cái này sẽ là từ SU cấp 12V xuống IC. À, lưu ý. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kích cho nó một cái điện áp 12V trực tiếp từ dương ắc quy. Ở đây. À, anh chị thấy không ạ? À, anh chị em hoặc là anh em thấy không? Đấy, dí vào đây. Chưa? Sẽ dí vào ngay cọc đỏ. Rồi, sẽ đưa camera xuống lại. Rồi, ok. À, chúng ta sẽ dí ở đây. Đấy, còn dây điện nó ngon thì chúng ta dí ở đây. Cái này mới anh em học viên người ta dí dữ quá. Nó lét hết rồi. Rồi, vậy một tay chúng ta sử dụng như thế này. Và một tay chúng ta sẽ kích hoạt vào dương ắc quy. Ok. Đó. Tốt. Tốt thì lúc này có nghĩa là cái dây điện này từ cái rác SU này chạy xuống IC hoàn hảo là tốt. Và mặt IC tốt thì đương nhiên nó mới cho khởi động. Thì lúc này anh em kết luận rằng ở trong SU này nó sẽ hư cái mặt cấp 12V xuống IC. Bởi vì lúc này nó nhận lệnh từ nút đề dập mát cho chân số 6. Nhận lệnh 12V từ nút đề xuống chân số 5. Nhưng chân số 8 ở trong này linh kiện điện tử mất chức năng cấp 12V xuống IC. Ồ, ok không? Chết. Rồi, thì lúc này chúng ta muốn có lợi nhuận và chúng ta có muốn đồ chơi để khách hàng để lại để chúng ta làm mô hình. Thì lúc này chúng ta báo khách hàng hư thay. Và khách hàng đầu tiên, lần đầu tiên nói với chúng ta có hư chắc chắn là 100% không hả anh, hả em. Thì chúng ta là một người thợ, hôm nay vừa xem được cái video của Tuấn, thì chúng ta sẽ kết luận rằng 100% chết. Và bước thứ hai, khách hàng sẽ bảo bộ này bao nhiêu tiền vậy em? Thì chúng ta sẽ nhận khách hàng tùy theo. 1,5 triệu, 2 triệu, tùy theo. Vào khu vực chúng ta thuê mướn mặt bằng nhân viên có đắt đỏ hay không. Còn những cửa hàng chúng ta không mất tiền mặt bằng, không mất tiền nhân viên quá nặng thì chúng ta có thể thay khách hàng là 1,5 triệu cho tới 1,6 triệu. Đình Tuấn bán cho mọi người là 1,1 triệu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay thế. Và khách hàng lúc này đã đồng ý với số tiền chúng ta thay là 1,6 triệu Việt Nam đồng. Rồi, 106 người đang xem, thấy hay, hữu ích cái video này. Bắt chết SU cho cái like, chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Anh em nào không share, không sẻ thì tự động mình sẽ share. Thả tim. Bởi vì lúc này quý vị và anh em nghe ở cặp đôi tai, tay chúng ta không nghe thì tay chúng ta nhấn like. Để ủng hộ tinh thần cho Đình Tuấn. Có buổi livestream buổi tối nay chia sẻ thật thú vị và nhiều điều hay gửi tới anh em thợ máy. Thank you. Khách hàng đã thay. Rồi, và khách hàng cho chúng ta luôn. Dạ. Yeah. Cho chúng ta luôn. Rồi, chúng ta cắt. Bởi vì lúc này khách hàng đã tặng cho chúng ta
Rồi em cảm ơn anh khách hàng. Rồi chúng ta tạm thời cất. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ đi làm gì? Đi lấy một bộ SU mới, vừa rồi đã mua của Đình Tuấn với giá 1.100.000. Hay không mọi người? Hay. Thank you. Dạ. Yeah. Thì vừa rồi mọi người đã mua cái bộ của Đình Tuấn 1.100.000. À, quá rẻ, cắm vào, hiện tượng gì sẽ xảy ra? Dạ, chiều 1.1 triệu mẹ lời thì có 50 cần bạc, không giàu được đâu anh em. Bán về đam mê. Xay nấm khóa. À, tít. 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 À. Thì lúc này anh em phải nghe được 4 tiếng bíp. À. Đúng không? Đấy. Ok. Nó đơn giản như một vào trong một cái lễ gì để chúng ta xem nhạc, là một tiếng đàn giao hưởng vậy đó. Đó, kéo cò. Thì anh em ở đây phải phân biệt một dài, một ngắn, một ngắn, một dài. Có nghĩa là một dài, hai ngắn, một dài. Là lúc này chúng ta chưa đồng bộ với cái má SMID. Đúng rồi, bởi vì chúng ta vừa mua hộp mới hoàn toàn. Thì lúc này chúng ta sẽ lắp vào, nó sẽ chưa đồng bộ với con SU. À, bộ mới hoàn toàn. Ok, thì đương nhiên nó sẽ sinh ra 4 bíp. Nhớ, và chúng ta có thể làm nghề ở đây đơn giản, cực kỳ, không có gì khó. Không có cái gì khó, bởi vì chúng ta không chịu nhớ mà thôi. Thì anh em hãy làm điều này thì anh em sẽ thành công. 4 tít. Có rất nhiều anh em 4 tít này anh em vẫn chưa nghe rõ được ở trạng thái 4 tít. À, anh em có ghi ở đây. Có thể là ghi nhăn là chưa đồng bộ. À. Ok. Giữa gì? S C U. Và gì? E C M. À, SM ghi nhăn. Thì ở đây sẽ là 4 tít hoặc là 4 bíp. Anh em có thể ghi gì 4 tít? Thì anh em có thể là ghi gì? Dài này, cho dễ này, ngắn này, ngắn này, hoặc là dài. Đó. Thì anh em có thể dịch ra tiếng Việt thì anh em có thể là ghi ngắn. À, ngắn chẳng hạn như vậy. Ok. À, thì đầu này anh em sẽ là dài. Rồi, đầu này anh em sẽ là dài. Thì sau này tương lai anh em sẽ không bao giờ mà quên. Chưa đồng bộ SU và SM 4 tít. Thì anh em có thể kéo này thì anh em sẽ đọc tít, 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 tít. Ok, dài, ngắn, ngắn, dài. Ok, xong. Quá dễ đúng không ạ? Rồi, thì lúc này anh em chúng ta là gì? Rút ra. Và đặc biệt rút ra. À, rút ra thì bây giờ anh em phải hỏi khách hàng cung cấp cho chúng ta cái mã trong thẻ nhựa này. À, mã trong thẻ nhựa này. Cái mã gốc, cái mã có cái thẻ mã vạch. Đây. À, khách hàng phải còn cái mã này. Hoặc người ta mất rồi thì người ta có thể lưu trong điện thoại. Nếu người ta mất luôn rồi thì anh em phải đọc cái hộp SU nó vừa hư ở đó. Ờ, anh em phải đọc. Đọc ra lấy cái mã SMID. Rồi, còn nhiều khách hàng bữa nay thông minh ghê gớm luôn, mua xe ở trong hết. À, mua xe trong hết. Mua xe trong hết, khách hàng đầu tiên muốn mua con xe Vision này, khách hàng bảo luôn ở trong cái salon là cái hết, ghi luôn cái mã vào trong IC cho tôi. Và khách hàng này hơi bị thông minh. Đó. Khách hàng lúc này bảo luôn nhân viên kỹ thuật trưởng hoặc là nhân viên ở trong cửa hàng hết Honda hay IA ghi luôn cái mã cho tôi vào trong này. Lỡ may mà SU bị mất trộm hay là bị cháy thì lúc này người thợ mở con IC ra ở đằng sau đít, có kèm theo 9 mã số 041 462 996. Ok,
người khách hàng này thông minh tuyệt đỉnh. Đó. Khách hàng này đúng là tuyệt đỉnh khi đi mua xe Vision này giá hơn 30 triệu Việt Nam đồng. Bảo luôn nhân viên mới tháo cục ECU ra, ghi luôn cho tôi cái mã bảo mật SMID. Lỡ may trong tương lai bị trộm, ăn trộm mất hộp ECU. Lỡ may bị cháy ECU thì lúc này chúng ta mất trắng cái mã SMID. Thì lúc này khách hàng bảo em cứ mở ăn cục IC ra, vừa rồi anh đã có ghi ở bên trong. Rồi, ok. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành tới máy hoặc anh em có thể làm thủ công. Đó. Làm thủ công hoặc ở trong máy. Rồi, ở đây thì chúng ta, vấn đề ở đây không cần phải đẳng cấp, bởi vì khi chúng ta đã nhận với khách hàng là 1.6 triệu Việt Nam đồng. Dạ, 1.6 triệu. Bao ngày móc hư. Thì chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta có thể mở cái quyển này ra để chúng ta làm thủ công. Đó, ở trong này quy trình làm thủ công, tất cả hệ thống khóa. Đó, thì chúng ta hãy mở cái quyển này ra. Các quy trình Sparky, Honda, IA và Su. Đó. Còn anh em nào đã bỏ tiền ra mua cái máy này 10 triệu, 10 mấy, 20 triệu mang ra thể hiện ta đây là sự đẳng cấp. Hù ma dọa khỉ cứ báo với khách hàng là máy này tôi mua 40 triệu. À, bởi vì khách hàng có biết là cái máy là máy gì 40 triệu. Hàng năm luôn luôn phải cung cấp hết 5 triệu cho những cái dòng xe mới ra ở phiên bản 2023, 2024, 2025 vân vân. À, ok. Thì lúc này chúng ta dở vỏ của chúng ta ra vào trong tủ lôi con máy Smartwatch. Ok. Thì lúc này anh em chúng ta hãy cấp cho nó một cái điện áp 12V DC từ bình ắc quy. Đừng bao giờ lấy điện lưới nhà cắm vào xịt khói cả máy cho tới người. À, rồi. Bộ mới mua Đình Tuấn 1.1 triệu. Lúc này anh em chỉ cần đơn giản ở trong thiết bị máy có 4 cái jack, không cần phải biết jack A, B, C, B, C, cứ kiếm cái jack nào nó nhét vừa với cái jack này là xong. Ok. Rồi. Còn anh em nào ok không muốn hàn để tránh rủi ro cho cục SU này chết, để lỡ may đi tuyến trên người ta lại nhai các bạn hết 5-6 lít, thì các bạn ngày mai bảo chợ, bảo vợ đi chợ ghé luôn vào trong tạp hóa mua cho chồng một cái kim băng về nhà cắt đôi, chúng ta sẽ được hai cái như thế này. Đúng không? Nó sẽ không xét kim băng. Kim băng về nhà đương nhiên sẽ có một cái đầu nhọn rồi. Một cái đầu này, đầu bằng chúng ta chưa mài. Thì chúng ta hãy lên cục đã mài, chúng ta vo cái nhọn như thế này. À, đấy, ok. Để sau này chúng ta đọc kỳ, chúng ta chỉ cần ghim vào là xong, không cần hàn. Đỡ chết bo mặt, đỡ phải đi tuyến trên, mất tiền oan. À, mất công tuyến trên người ta lại bảo thằng này tâm mao không đủ đẳng cấp, mang tao lấy 500 nghìn. Thì quý vị hãy hàn cho tôi như thế này và bọc ống ghen lại. Yeah, để sau này khách hàng mang vào ở trạng thái mất chìa thì chúng ta sẽ vào làm gì? Đọc kỳ. Đó, đẹp không? Và đặc biệt đôi tay chúng ta cầm hai kim này đợt, tuyệt đối không được run. Run thì chúng ta có thể là mua thêm một xị rượu chúng ta uống vào luôn cho hết run. À, đôi tay chúng ta làm cái gì? Mục tiêu chúng ta đi tới nó phải là chiến thắng. Không cho rủi ro bất kỳ cái gì nếu chúng ta nói về làm về hệ thống điện. Làm về bo mặt điện tử không cho phép chúng ta được rủi ro và sợ ý. Ok. Các bạn cứ đi theo dõi tôi, mới thằng làm tuyến trên đói thối mồm hết. Yeah, xin lỗi với anh em lớn. Nếu các bạn cứ đi theo dõi tôi, những hộp này tôi đảm bảo các bạn đọc hàng ngàn lần, hàng vạn lần sẽ không bao giờ hư. Tiếp tục. À. Rồi, thì lúc này anh em chỉ cần kết nối với Đình Tuấn. À, qua đây. Ok. Rồi thì lúc này chúng ta chỉ cần đồng bộ cái mã SMID, chúng ta không cần phải khoét hộp. Nhớ là khách hàng đã cung cấp. Rồi bây giờ chúng ta lấy lại cái mã mà chúng ta sẽ chụp ở trong cục IC khách hàng. Rồi, ok. Rồi, 0414462996. Cái mã SMID khách hàng này kỹ thuật. Khách hàng mà ai ai cũng như này, thợ đói thối mồm hết. Đúng không quý vị? Thợ đói hết.
Và trên Việt Nam chiếm khoảng 60%, như kiểu Taiga, Đình Tuấn thì thầy bà trên Việt Nam thì đương nhiên đói hết. Và mấy ông ở phía trên thì cũng chẳng bao giờ cứu được ban bận của ông phía dưới. Thì Đình Tuấn lại chẳng bao giờ có tiền để dạy anh em cả, đúng không mọi người? Osike. Rồi, chúng ta cầm như thế này cũng được, để cho quý vị xem cho nó rõ. Sờ mắt kỳ. Chúng ta lủng lẻng như này cũng được, bởi vì cho anh em xem, cái quan trọng là anh em mình coi nét là Đình Tuấn vui rồi. Enter. Honda. Và ở đây cái máy chúng ta chỉ thị cho chúng ta 4 mục hạng mục sờ mắt kỳ. 33 pin. Đúng cái thằng nhà sản xuất này nó còn tâm ao. Tất cả nhà sản xuất ghi cho tôi là 33 rắc thì anh em mình ít đọc chữ thì chúng ta có thể là biết ngay, có thể là đếm. Người ta lại ghi 33 pin hoặc là 20 pin nhiều anh em, đúng không ạ? Chúng ta chưa vào nghề, chúng ta chẳng biết pin là cái gì. Chúng ta cứ tưởng là 33 cục pin. Thì anh em cứ ngó chẳng biết là pin ở đâu. Thà chúng ta ghi mẹ nó luôn là 33 rắc hoặc là 20 rắc. Đúng không ạ? Những người chúng ta học chữ ít, cô giáo mới học lớp 3, cô giáo là lấy chồng chúng ta nghỉ sớm. Hoặc học lớp 1 thì chúng ta dễ đọc. À, nó sẽ là bao nhiêu? 20 rắc. 2 rắc. Thì anh em mình sẽ biết. Nhớ là vào 20 pin. Tương đương với là 2 rắc. Bởi vì tôi đào tạo, tôi dạy có rất nhiều anh em tôi biết. Bởi vì người ta đọc 20 pin, người ta không biết cái gì. À, thà ghi 20 rắc. Bởi vì người Việt Nam mà. Cứ nói là cái này là cái rắc. À, hoặc là 20 chân rắc Etsu. À, cái này chúng ta chỉ còn viết thêm một tí nữa thôi. Đó, cho chúng ta dễ hiểu. Và con người chúng ta thì đa số học ít, mà nhiều ông cứ viết là input và output. Mày nói cha nó là đầu ra hay là đầu vào cho nó dễ hiểu. Nào thì output, nào thì input. Và nhiều ông được học những trung tâm đào tạo gì đó, về nhà cũng đố với thánh thợ. Mày có biết input hay là output là gì không? Anh em còn lại chỉ là cái lắc lư, input. Mẹ nói tiếng Việt chưa xong, lấy đâu mà nói tiếng input và output. Người Việt Nam hơi tí cứ tỏ vẻ ta đây là biết tiếng Anh. Ok, 20 pin. Thì ở đây thì Tuấn livestream chia sẻ nói cho nó rõ để anh em dễ hiểu. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành vào, ở đây sẽ có 4 hạng mục: lập trình tự động, lập trình thủ công, reset SM, reset SU. Chưa được. Và chúng ta chỉ cần quan trọng nhất là ở vấn đề hai cái trạng thái lập trình tự động và thủ công. Chúng ta sẽ chọn vào hàng số 2, thủ công. Ở đây yêu cầu gì ạ? Đấy, tháo dây kết nối, đọc key trước khi thực hiện tiếp. Thì có nghĩa ở đây là đọc cái chữ này thì anh em lại chưa hiểu. Bởi vì tôi dạy nhiều anh em tôi biết ở đây tại sao lại thao. Tháo dây hay là thao. À, thật sự cái thời mà ngày xưa anh em mà xài điện thoại trắng đen thì anh em viết không có dấu thì anh em dễ đọc. Còn bây giờ anh em xài theo công nghệ tất cả viết có dấu, không có dấu nó khó đọc. Thì tôi hy vọng rằng những nhà sản xuất thiết bị ra máy chẩn đoán thì làm cho tôi tí dấu. Nó có chết chóc gì đâu. Yêu thì yêu cầu luôn. À, để cho anh em chúng ta chịu khó dịch. Đúng không ạ? A-O-Ao sắc áo. Còn người Việt Nam của mình nhiều anh em đọc cái chữ này cảm thấy nó mệt mỏi. Tháo dây kết nối, đọc key là cái dây này. Đó. Còn bây giờ chúng ta không kết nối thì chúng ta không cần. Bỏ qua. Thì ở đây chúng ta sẽ vào phần gì? Thay hộp này. ESU mới. Chuẩn. Đó. Thay ESU mới. Ok. Thay ESU mới. Ok. Thì lúc này chúng ta sẽ nhập cái mã ECMID khách hàng đã ghi ở sau cục ECU. Rồi, chúng ta mở điện thoại lên 041 gì đó. Rồi, 041. Rồi, Chi Hà 041. Rồi, số nhỏ thì anh em hãy bấm mũi tên đi lên. Số to thì anh em bấm mũi tên đi xuống cho nó nhanh. Thao tác qua phải, qua trái, thoát, đi vào. 1, bấm qua, số 1. Bấm qua,
để nhấn số 4. Rồi, 4 thì bấm 4 lần. Số 6, chúng ta sẽ chuyển xuống dưới, bấm 4 lần. 10, trừ 4 còn 6, bấm 4 lần. 1, 2, 3, 4. Bấm mũi tên quà. Rồi, số 2, 1, 2. Số 9, 10 trừ 1 là bằng 9, bấm một cái, đi qua. 9 trừ 1, lại thành 9. 10 trừ 4 còn 6, bấm 4 cái. Ok. À. Rồi, lúc này chúng ta sẽ kiểm tra lại 041462996. Rồi, tắt điện thoại. Rồi, chúng ta bấm tiếp tục Enter. Rồi, chúng ta ở trên này không cần phải đọc tất cả ở trên này làm cái gì. À, nó hoa hết mắt. Chúng ta chỉ cần đọc ở cái chữ cuối cùng, đèn FOB đỏ qua xanh. Thế yeah. Đó. Tất cả ở trên này anh em không cần phải đọc, nó dư thừa mất, bịt lại. Đèn FOB đỏ qua xanh. Ok. Đây, hình chìa khóa. Rồi, xanh rồi. Chúng ta bấm Enter. Rồi, vui lòng đợi. Rồi, chưa tìm thấy FOB, sao lạ thế trời. Rồi, chúng ta lại thao tác lại. Chưa tìm thấy FOB, FOB để gần đây mà chưa tìm thấy. Rồi, load. Vào, thay SU mới. Rồi, ok. Enter. Chuyển qua đỏ ấy. Rồi. Đỏ qua xanh. Enter. Rồi, không tìm thấy FOB, chắc lấy búa quá. Rồi, chúng ta lúc này rút nguồn điện ra. Đó. Thì chúng ta phải kiểm tra lại cái điện áp bình của mình có bị gì không. Lấy tra luôn cái bình mới, anh em hiểu không? Rồi, lấy luôn cái bình đây luôn. Rồi, cắm cái kẹp cá sấu vào. Máy tự nhiên lại bảo không đi tìm thấy FOB thì hơi bị vô duyên đấy. Rồi, tiếp tục kết nối. Rồi, tiếp tục. Chúng ta lại vào Smart Key. Honda 20 pin 2 jack. 20 pin 2 jack. Chúng ta vào thủ công. Ok. ESU thay mới. Rồi, chúng ta sẽ nhập lại 041. Rồi. Số bao nhiêu nó quên mất tiêu, ở đầu óc bữa nay nó dở quá. Và chính chữ số nhớ không được. Rồi, 462. Rồi, 9, rồi, 9, 6. Rồi, ok. Bấm. Rồi, đỏ qua xanh. Ok. Rồi, thì lúc này chúng ta lại chuyển cái đèn xanh qua đỏ. Đừng đọc trên này làm gì nhiều, hoa hết mắt. Đó, đèn FOB xanh qua đỏ. Rồi, chỉ cần thế thôi. Rồi, lúc này chúng ta phải nhấn hai lần trên ổ khóa. Trên remote, sorry mọi người. Mọi người nhấn theo nhịp, chứ không phải mọi người bỏ vào, mọi người nhấn phật phật. Đấy, cái gì cũng vậy, mọi người phải để cho nó nhận. Nhẹ nhàng, bấm này. Đó. Rồi, Enter. Rồi, hai lần nữa này. Một này. Hai này. Enter. Hai lần nữa làm lại. Chúng ta lặp đi lặp lại ba lần. Ok. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nhấn FOB 4 lần, bấm từ từ thôi.
Không đi đâu mà vội mà vàng, vấp phải đá mà quàng phải dây. Ok, số 1. Rồi, số 4. Đấy, tay chúng ta cứ nhịp như thế này. Ok. Ok, thấy không? Nhẹ nhàng. Có gì đâu. Ok, chúng ta đi qua rồi lại đi lại. Đi qua rồi lại đi lại. Tuyệt vời. 9 lần. Cứ đi qua đi lại là vừa. Chúng ta làm nhanh quá, máy không thể nào hiểu kịp được. Ok. Tiếp tục. Cứ đếm như vậy để chúng ta lấy được 1.600.000. Trong vòng khoảng 15 phút, nếu các anh làm chậm nhất, các anh cũng kiếm được 500k. Dạ. Cho từ lúc vào kiểm tra cho lúc chúng ta thay mới, nó mất vào khoảng 30 phút. 30 phút để chúng ta kiếm được 500k. Thì có mà lương giám đốc thì cũng không bằng với ông sửa xe. À, có 30 phút kiếm 500k. Lương chúng ta gần bằng cầu thủ đá bóng. Ok. Rồi, lập trình SU thành công. Và thành công hay không hơn nữa, chúng ta vào đây kiểm tra luôn, đừng có bê lên xe vội. Nó không có đẳng cấp. Lỡ mấy các hàng lên đó bảo mày làm ok rồi, lên trên xe lại không đẳng cấp, lại rút ra mất thời gian. Loạt. Loạt. Chúng ta vào lập trình tự động. Enter. Chúng ta vào đọc ECMID hàng số 3. Bấm xuống. Chúng ta bấm Enter. Chúng ta kiểm tra FOB coi on chưa. On. Chúng ta bấm OK. Má phải vào 041 462 996. Ok, lúc này lấy tiền đẳng cấp, mang thương hiệu một người thợ. Rút nguồn máy ra, lỡ mày chập chạc cháy máy. Rút SU ra. Yeah. Ok. Và nhiều anh em ở trong này có cái nấy, hy vọng rằng anh em dí cho nó mặn cái nấy ở đây. À, nhiều anh em kéo ghê quá, chúng ta không cần phải dùng lực quá nhiều, bóp vào đây bóp mặn. Được chưa? Đấy. Là xong. Rồi. Chúng ta tiến hành ra xe. Không em ơi. Giãn nghỉ rồi mà. Rồi, lúc này chúng ta tiến hành, chúng ta lắp vào. Yeah. Rồi. Ok. Chúng ta đề khởi động nổ, đơn giản thế. Rồi. Đó. Rồi, nếu chúng ta chuyên nghiệp như vậy, ok, khách hàng móc tiền ra đưa chúng ta 1.600.000. Ok, 100. Rồi, 3 tờ châu xanh, có phải anh em cười tuyệt vời không? Rồi, gửi em. Thôi, anh gửi em thêm 20.000 tiền bo, uống ăn cốc nước, bởi vì em làm quá đẳng cấp. Rồi, 1.600.000, 20.000. Qua kia làm chai nước, gói thuốc, về nhà hút phì phà phì phào. Tuyệt vời. Đấy, vậy vốn chúng ta bỏ ra có 1.100.000 này, chúng ta kiếm một phát 520.000. Tối nay chúng ta có cái lẩu ngon, đưa vợ con đi ăn không hết. Ok. Tuyệt vời không anh em? Tuyệt vời. Cuộc sống nó chỉ là đơn giản như thế thôi. Được chưa? Tuyệt vời. Rồi, bây giờ tiếp tục ship hàng cho anh em. Đây, ngày mai mình sẽ hướng dẫn, buổi tối mai hướng dẫn cho anh em tất cả về những cái chân SU. Hy vọng rằng ngày mai anh em chịu khó xem và coi lại kế tiếp những cái hộp SU, ngày mai mình sẽ mô phỏng tặng miễn phí cho anh em trong những cái buổi online. Thì trong tài liệu mình đã ghi cho anh em rất rõ ở đây,
vị trí chân của Exolit Vision Ablack 28. Và đây sẽ hiện tượng cho anh em nháy dài dài ngắn dài SU chưa đồng bộ. Và ngày mai mình sẽ hướng dẫn hết tất cả cho anh em 12 chân này. Và hy vọng rằng anh em nhớ để ngày mai chúng ta tiếp tục chúng ta đi tìm tất cả những cái hộp SU như thế này. Valio hay gì anh em cứ cầm con này lên. Rồi, bữa kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho anh em tất cả những vị trí của SU của những loại xe SH. SH mò, SH cao. Từ đời 2016 cho tới 2019 chúng ta làm như nhau hết hay là basic. Không cần biết nó là của A-Black hay SH, cứ cầm con SU này lên. Miễn sao đời nó từ 2016 cho tới 2019 chúng ta bấm hết như nhau. Ok, mọi người đồng tình không? À, đây. Đó, tất cả ở trong này. Valeo cũng giống nhau thôi, chẳng qua nó khác ở chân B. Nè, còn tất cả 12 chân này hoàn hảo như nhau. Và kế tiếp nó sẽ là Vision 2021 Lip 2022. Ok chưa? Rồi, thì tối nay lại tiếp tục cái này. Mình đã làm video. Thì anh em nào nhận được trước thì không biết sử dụng, mình sẽ gửi video cho anh em. Đó, thiết bị đo vôn, ampe sạc, đo dòng dò. Và chúng ta có thể đo được tải, kiểm tra được tải trên những cái động cơ xe điện tử. Nó tải của nó là bao nhiêu A khi chúng ta nhấp để vô lăng quay. Ok chưa? Thì anh em nào cần sản phẩm này thì anh em cứ comment. Cực kỳ dễ sử dụng. Có 3 sợi dây điện. Quá tiện lợi. Đo được ampe sạc. Đo được dòng dò. Ok. Long Phi em xin chào anh trai. Quý vị nào quan tâm sản phẩm thì comment. Rồi em còn bộ dây này, có anh em nào ủng hộ không? 500k mới len keng xà beng thì ủng hộ em để ngày mai em ship luôn. Bữa nay em ship hàng quay trở lại và ship liên tục. Chỉ cần anh em nào cần thì đương nhiên có em. 500k cho bộ Vision của 2022 2021. Anh em nào cần thì ủng hộ bộ dây điện mới len keng từ nhà sản xuất đi ra. Tổng mát chúng ta chưa bắt. Thiết bị đo dòng dò, đo sạc chúng ta cực kỳ là tiện lợi. Đó. Tuyệt vời. Cứ cắm vào trong này thì chúng ta sẽ biết ra ngay kết quả. Xe này dò bao nhiêu? Xe này đề tải bao nhiêu? Xe này ampe sạc khi mà bình no, bình đói nó là bao nhiêu? Rất tiện, giá có vài trăm nghìn. Ok luôn, cho anh em phải công bằng hỏi Tuấn ơi giờ mua còn được tặng không? Vẫn được tặng cho anh em, mua một sản phẩm, tặng một sản phẩm. Đó, được chưa? Mua một, tặng một. Tuyệt vời. Nếu mà ở đây nó nhảy lên con số 15 phẩy thì chúng ta phải kiểm tra hệ thống sạc. Và những cái hệ thống khóa này hay bị dò. Dò bởi vì sao? Có SU, chúng ta đo luôn dòng dò. Rồi, tiếp tục tháo ra luôn đo dòng dò. Đó, đo coi nó dò bao nhiêu. Bởi vì những cục SU này hiện tại rất hay động bình điện. Chúng ta xem nó dò hay không. Ok. Rất tiện lợi cho chúng ta. Đó, cần gì đâu anh em phải hỏi, cần gì đâu phải dùng đồng hồ kia tháo ra tháo vào, mất hết cả thời gian chẳng hạn như thế, đúng không? Đo đại. Ok,
chúng ta chờ trong giây lát. Và tất cả những hệ thống khóa thông minh sờ mấy cây này anh em phải chờ trong vòng khoảng mười mấy giây. Đó, thì bây giờ anh em sẽ đo dòng dò này. Đó. Ok. Thì coi như xe này SU tốt và mọi hệ thống không dò. Này. Được chưa? Còn nếu mà bây giờ chúng ta mở khóa điện như thế này. Đó. Chúng ta tắt khóa này rồi mà nó vẫn dò như thế này thì chúng ta phải rút SU ra. Đây, ví dụ như này, rút SU ra. Thì lúc này chứng tỏ con SU này đang bị dò. Và tùy theo nó dò, dòng nó lớn hay là ít. Nhiều thì chúng ta phải tư vấn khách hàng hay, thấy không? Ví dụ như vậy là hết. Đó, nó hay như vậy thôi, có cái gì đâu. Rồi, lắp vào. Đó, như thế này. Thì SU toàn. Đúng không? Chúng ta phải chờ cho vòng ít giây lát. Chúng ta chờ khoảng 20 giây nó vứt dò như này thì chúng ta phải rút ra. Ok. Rồi lại báo các hàng hư SU bởi vì bình sạc liên tục. Nha. Cứ đi xong lại hết bình, hết bình. Chúng ta thấy tiện lợi không? Vừa chúng ta vừa đo được điện áp vôn. Chúng ta lại vừa đo được dòng dò. 2 trong 1. Rồi chúng ta lại đo được ampe sạc. Không có gì cái tuyệt vời như vậy. Rồi, vốn mua 1 tặng 1, tặng cho anh em bộ kiểm tra VS. Tặng khi nào không còn khuyến mãi nữa thì thôi, có mấy trăm nghìn này. Thôi, hôm nay công bố giá luôn đi. Ok chưa? Công bố giá luôn. Bán lỗ hết. Sẵn sàng bán lỗ, bán hòe vốn luôn. 620k 2 thiết bị, có anh em nào yêu mến ủng hộ 620.000. 20.000 để uống cà phê, 20.000 để uống nước để tối nay livestream cho quý vị, 620.000, quá rẻ, không đắt. Về nhà chúng ta có bộ thiết bị đo vôn, ampe sạc, dòng dò xịn sò, 620.000, 620.000, có anh em nào ủng hộ mình không? Zalo, đó là đo dò. Đó. Còn tất cả cái này mình đã làm cho anh em những video rồi, chỉ cần anh em nhận lại, anh em chưa biết sử dụng, mình sẽ gửi video cho anh em. Hết giò. Đấy, giò này, chẳng hạn như thế. Đây. Thấy chưa? Cái này là 300 cho 300 mA. 1000 mA sẽ là bằng 1A. Cái này 300. Thế không này, đơn vị chục trăm ngàn. Chúng ta cứ tính thôi. Đơn vị chục trăm ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục triệu, cứ vậy nhân lên, trăm triệu tỷ, cứ như vậy nhân lên. Bởi vì chúng ta đếm được tiền thì chúng ta sẽ tính toán được. Rồi, hết rõ. Đấy, khóa điện đang ở trạng thái off. Tuyệt vời, 620.000 một bộ. Mua 1 tặng 1. Có anh em nào ủng hộ tinh thần, ủng hộ Đình Tuấn đi, kiếm 20 càn uống cà phê. Thì mọi người hãy quan tâm, mọi người hãy ủng hộ, hoặc là mọi người về nhà bán cho anh em thợ được. Nguyễn Tần Lâm ơi, đào tạo vài bộ về nhà bán cho học viên em trai ơi. Hãy Zalo 0909755993, 620.000 về nhà bán lại cái này 200 với còn 420.000. Đúng không? Và cái này lợi hại của nó là kiểm tra tất cả hệ thống phanh ABS và VS. À, cuộc đời làm gì cứ phải đau khổ bỏ ra có hai thiết bị 620, từ dò cho tới ABS cho tới ampe sạc để chúng ta biết quyền nói chuyện. Khi mà bình đói thì đương nhiên phải cầm A lớn. À, khi mà bình no thì lúc này tèn 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 ampe sạc vào nhỏ. Ủng hộ thì quý vị hãy truy cập vào cái Zalo 0909755993 ủng hộ Đình Tuấn 620.000. Thật sự bán những cái này chẳng có lời luôn. Thông tin về nhà anh em có thể là chuyên môn mở cái này ra đi. Anh em mua về nhà anh em làm có 200.000 có tới không? Chưa kể là điện tử ở trong này cái hộp. Đúng không? Mấy cái rắc này anh em mua biết bao nhiêu tiền rồi.
không có lời tiền công. Và chưa kể cái bộ này, đố anh em làm được cái bộ này luôn. Không 9097553, ok, đây là chúng ta đo gì, đo dòng giỏ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đo ampe, đổi cực thôi, đổi hai cái này qua lại là xong. Này, ủng hộ Đình Tuấn Zalo đi mọi người ơi, bán với cái này không có lời. Mỗi tổ chúng ta đổi cọc, còn có cái video của mình đo ở trạng thái xem tải trọng của con xe này là bao nhiêu thì mình sẽ gửi cho anh em cái video. Đây mình test cho anh em xem xe này có bao nhiêu là tải nha. Chờ anh, chờ mình trong giây lát nha. Xem tải nó này bao nhiêu à. Đây, ok. Rồi, mình sẽ test này. Rồi, test là trạng thái con xe này đề được như không nổ này. Sụt, 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 sụt. Sụt, 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 sụt. Mai mình làm video cho anh em. Đây lộ hết. Đó 5A này. 5.000. 3.000. Đó, từ từ tí nó bình nó đầy lên đã anh em. Bình càng đầy A càng nhỏ nha anh em. Đó, xuống còn 1A này. Là 1.000 đấy, là 1A, 1A đó. 1.000 mA đó, tí nữa nó xuống 0.7 là mấy trăm mA đó. Anh em nhịp ga mấy cái nó sẽ còn đó, đây này, đây này, bình chuẩn bị đầy này, đây này, đó anh em thấy không? Chúng ta nẹt ga mấy cái là nó sạc và phà vào bình cái này, ok thôi, quá tiện lợi. Zalo nha mọi người ơi, 620.000. chín chín ba mọi người ủng hộ Đình Tuấn đi. Zalo nha anh em. Zalo nha mọi người, 0909 75993, hoặc là mua tài liệu cũng được tặng nha mọi người. Tuyệt vời. Tất cả đều úp lên video hết ở trên YouTube gửi cho quý vị cái đường link. Rồi anh em nào mua bộ tài liệu hôm nay mình tri ân luôn nha, tri ân từ đây đến lúc mua ô tô luôn được tặng cái này. Đây. Mua bộ tài liệu. Tặng luôn cho anh em. Đây. Nha, tặng từ đây đến lúc mình mua ô tô và ô tô về mình lại có khuyến mãi gì đó thì ô tô về. Rồi anh em nào mua bộ tài liệu mình tặng làm cái này làm kỷ niệm. Tài liệu này đọc hết hai quyển này anh em sẽ có nội công khoảng 70% công lực nếu chịu khó đọc. Chịu khó anh em đọc từng chữ ngõ ngắt nằm trong hai bộ tài liệu này. Và anh em chỉ cần ở nhà có một con xe để lao và một con xe để từ, anh em chịu khó làm theo công thức ở trong này, nội công anh em sẽ vượt lên khoảng 70% trở lên. Rồi cái quan trọng là chúng ta có chịu khó bỏ thời gian một ngày 24 giờ, bỏ ra khoảng 2 giờ để đọc sách hay không.
Ở trên đời này chẳng có cái thứ gì gọi là khó cả. Cái quan trọng chúng ta có chịu khó đọc hay không, và chúng ta có chịu khó nghiên cứu hay không. Thì chúng ta có thể ngồi ở nhà thì chúng ta cũng mang lại thành công ở trong cuộc sống này. Đó là cái điều mà Đình Tuấn chia sẻ cho mọi người. Cái quan trọng là mọi người chịu khó. Mới cái bắt đầu tiên mọi người làm và mọi người đọc, mọi người có nản chí hay không, mọi người có một cái chí hướng mạnh mẽ để chúng ta vượt đi qua cái khó khăn hay không, thì chắc chắn một ngày đó không xa thì mọi người sẽ thành công. Làm ở những cái gì khu vực mình đang có thôi. Đừng có nghĩ ở bên cái núi bên kia tại sao nó cao thế. Chúng ta càng nghĩ ở bên cái núi bên kia càng cao, để chúng ta muốn leo được cái núi bên kia thì chúng ta càng thất bại đấy bấy nhiêu. Cứ như thế thôi. Đấy. Như bản thân Đình Tuấn cứ tè ở Bình Định thôi. Đừng chui ra thành phố lớn. Đừng chui ra ở giữa cái sông lớn, biển lớn. Thì sẽ hạn chế ở trạng thái rủi ro. Đừng nghe ai cả. Hãy nghe mình. Và mình phục vụ tốt ở khu vực mình đang ở là chúng ta chiến thắng rồi. Ở phút này đừng nghe ai mà đi đâu cho xa cả. Đi càng xa thì đường về nó mịt mù tăm tối. Đó. Thì chúng ta bất kỳ làm ăn ở đâu cũng được. Đừng có cái mộng quá cao. Đất lằn thì chim đậu. Không phải quan trọng. Ở đâu cũng vậy. Đừng có nói là ở quê và thành phố. Chưa thắc ở thành phố đã hơn cái thằng ở quê đâu. Xuất thân ra thì bất kỳ ai cũng ở quê. Cha mẹ chúng ta cũng phải là ở quê. Thì trong tương lai chúng ta có tiền, chúng ta làm để chúng ta ra được phố chúng ta ở. Đừng có nói chê thằng này ở nhà quê. Vậy đặt. Chưa chắc cuộc đời này. Cứ biết sao sống tốt. Bởi vì chúng ta chỉ biết là chúng ta làm được như vậy thôi. Không thể nào hơn được. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta xuất thân ra từ đâu. Ngậm thìa vàng hay là ngậm cái tay mút. Ngậm tay mút hay là ngậm thìa vàng. Đấy, chúng ta phải tính toán như vậy. Thôi, video cũng là 21:15 rồi. Tuấn phải xin phép ôn tí về cái lý thuyết bằng ô tô chút. Phải lấy được cái bằng về cho nó nhẹ cái đầu chút. Bỏ tiền ra mua thì chuyện bình thường. Bỏ tiền ra để lấy cái bằng ở 3 triệu lý thuyết thì nó quá bình thường. Mình muốn mình phải chinh phục, nó mới gọi là sướng. Còn cái xa hình chán rồi, không muốn chạy nữa. Bởi vì nó quá đơn giản. Ghép dọc, ghép ngang, đi vòng cua, đứng ở giữa dốc, nó quá bình thường. Và đó nó chỉ là một khúc nhạc. Hay là chạy 2 km trong vòng bán kính 15 km, phải sang được 3 số thì nó quá bình thường. Đấy. Và kế tiếp hy vọng rằng mình sẽ làm được nhiều cái hay hơn nữa. Có kể kế tiếp là những anh em nào đang mua ô tô, mình cũng chia sẻ cho anh em một chút xíu về ô tô luôn. Đấy, để mình lấy về xong hết tất cả xong mình sẽ học về cái căn bản về điện tử ô tô. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mọi người cần gì mọi người ủng hộ vào trong cái Zalo 0909 7 5 5 9 3. Tất cả những công nghệ, những tất cả máy ở trên Việt Nam, máy chẩn đoán đó, anh em nào mua nhiều có giá xỉ. Đấy, hoặc anh em nào mua đơn lẻ luôn luôn có quà tặng hấp dẫn cho mọi người. Rồi, công nghệ, máy chẩn đoán, thiết bị, nồi niêu song chảo, kim phun, áp bơm, nói chung là phục vụ đủ cho anh em trong cửa hàng. Anh em cần gì thì hãy vui lòng truy cập Zalo 0909 7 5 5 9 3. Hoặc anh em có thể giới thiệu bạn bè mua sản phẩm mình, luôn luôn có phần quà gửi cho anh em. Hai người, người giới thiệu mua sản phẩm cũng có quà, và người mua sản phẩm cũng có quà. Đấy, ok. Thì tất cả nó như vậy để cho nó ok hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Bye bye.